Sơn Tùng cặm cọc đưa 200 triệu em lấy sai 100 lần cho anh. Càng nhiều nỗi đau mình càng trưởng thành, thấy không? Tùng ơi, anh muốn hôn em một cái cũng khó quá. Còn nếu anh ráng cho anh gặp Sơn Tùng thôi. Đó, không cảm xúc. Trước là có vòng thắng vòng thua, còn hôm nay thua ba vòng mà. Số 3, số 7. Wow. Chắc ca được, nhưng mà ca cái dòng nhạc thí dụ như là bao nhiêu lâu ta không ngập đâu, bao nhiêu lâu ta không mất đâu. Sao em chọn hát cái bài đó vậy Thành? Tại vì cái em nghĩ vậy thôi. Vô tình thôi bé, anh vô tình thôi. Sao chú? Dạ. Chú nhận xét giùm con cái. 2 triệu nghĩa địa gì với cái app. Anh nghĩ đi. Trước khi con Trâm nó đi ghi hình, con Trâm nó báo: anh ơi, bữa nay luật mới nghe, sai phạt 2 triệu. Sơn Tùng cặm cọc đưa 200 triệu em lấy sai 100 lần cho anh. Nó đưa một cọc 200 triệu. Sao anh lại bán đội vậy? Không phải, anh nói cho người ta hiểu cái vấn đề em. Em nên gọi đội ai đây ạ? Thì con cứ nhìn đi. Đó, mình gia đình làm sao mà bất hòa đi. Giờ vậy ý là chú là con phải đi về bên đó đúng không? Ủa con chú đâu thiết tha. Trời trời, chú có người đẹp bây rồi. Trời trời trời. Anh để vậy mà coi được á, anh giờ sao? Chị chết tin này cũng biết đâu. Chị muốn buông tình ta ở đây. Chị cứ thích giờ này chẳng có ai thấy anh tồn tại. Bây giờ anh Thành khen em một câu đây nè. Bây giờ thử nè, bây thử Trấn Thành khen một câu. Chú khen một câu nha. Ai hay hơn thì về người đó nha. Ok. Nghe. Cuộc đời anh khó lắm để thấy em xấu. Khó lắm để thấy em xấu. Câu ngắn gọn như xúc tích đó nha. Mời Trường Giang nè. Mỗi lần chú gặp con chỉ có 3 chữ để nói về con thôi: không cảm xúc. Đi thẳng về Trấn Thành luôn vậy đó à. Chọn luôn rồi. Giống như đàn ông mà lấy vợ mà thời gian nữa mệt mà ốm như Chris thấy không? Xanh của chị Cường. Xanh dễ sợ, xanh xanh lè. Sao vậy em, có phải vậy không? Ừ, tụi em đánh má hồng kỹ lắm chứ. Ủa vậy hả? Ôi, đàn ông có vợ rồi mà đánh má hồng kỹ lắm. Lo chứ. Mình không có lo Thành ơi, nhỏ vợ ở nhà mới lo. Cá không? Cá. Gậy đổ nè. Em muốn cái gì? Em có thể qua nhà cơm quê 10 khó ăn 1 năm miễn phí. Chơi luôn. Nếu anh thua, em qua nhà hàng anh, bất kỳ nhà hàng nào ăn 1 năm miễn phí. Còn nếu anh thắng cho anh gặp Sơn Tùng thôi. Đó. Được không? Em có bao cái gì đâu. Dễ mà, tại vì anh muốn gặp lúc nào mà chả được. Em có bất cứ gì đâu. Tại vì anh là một nghệ sĩ lớn thì cái chuyện mà các bạn nghệ sĩ trẻ tuổi hơn thì các bạn sẽ luôn đồng ý không, gặp anh thôi là... chứ không phải là do em. Rồi, chơi không? Thì không thể đồng ý thì anh rất muốn gặp, sao có gặp chơi không? Trời. Trời. Nha nha. Em là phải dắt anh đi gặp nha chứ anh không biết nha. Không, em không dắt đi gặp. Nhưng ủa, mà ủa sao chơi? Đây là điều kiện đây cá là cái mà. Điều kiện mà Giang đặt ra. Không, điều kiện khác đi. Vì anh chơi đẹp nè, anh có lẩu dê nè, anh có steak nè, anh có cơm, có hải sản nè. Mỗi nhà hàng ăn 1 năm miễn phí là 4 năm. Trời ơi. Em chỉ cần dắt anh qua nhà Tùng, anh hung Tùng cái thôi. Không, anh thích Tùng. Không, không chơi kèo này. Bây giờ có ống kính nè. Tùng ơi, anh muốn hung em một cái cũng khó quá. Ê Giang, thí dụ tôi được không? Hung cái hả? Tôi đổi. Nếu như mà cho em ăn 1 năm xong rồi em sẽ dắt anh sang là gặp anh Tấn Bèo ngay lập tức luôn. Bớm ơi, bớm, càng nói càng sai em ơi. Đúng rồi. Anh Bèo anh gặp hoài, ngày nào cũng. Nè, đổ kèo cho tôi với anh Bèo đi. Tôi với anh Kè Bèo qua nhà hàng ăn năm thôi chứ ăn 10 năm gì dữ vậy. Ăn gì kỳ, ta nấu mà ăn trên đầu trên cổ người ta. Ít ăn năm miễn phí thôi rồi tôi dẫn qua hôn chị Lê Giang. Cách lời trở thành một chấn thành một chút là chưa chắc đã yêu nhiều. Xin lỗi, có lẽ tôi lầm. Họ bị phụ nhiều. Hai trường phái khác nhau. Một trường phái một là... phái là anh sẽ coi vai diễn của em sẽ đi về đâu. Còn bên kia là tha thứ yêu lại từ đầu. Đó, hay ok, rồi. Vậy là em chậu hơn. Chậu hơn. Em cũng nghỉ sáng tác khoảng tầm hơn 2 năm nay. Tại sao nghỉ em? Vậy? Có vợ chán hả? Ừ, cũng một phần. Vợ em có xem nha. Vợ em có xem chương trình này đó. Sao vậy Giang? Cả cuộc đời em từ khi sinh ra đến bây giờ biết Trấn Thành mười mấy năm, chưa bao giờ xin Trấn Thành một điều gì. Giờ em muốn xin gì? Có thể nào để Will về với tôi được không? Sao vậy? Em rất là thích Will. Nói gì? Chú để người ta tự nhiên đi. Hả? Để người ta thích về đội bên nào thì để người ta tự quyết định. Mình đừng xin xò gì cả. Ủa, khoan.
tại sao có một cái hành động lại ngăn cản người ta khi người ta vừa đề nghị một cái chuyện rất là bình thường vậy ta? Anh Thành, anh Dê, hôm nay bé hứa chăm ngoan hay anh ngồi xuống giùm bé? Bé sẽ chăm ngoan. Cái hành động đó bổ trợ cho cái hành động này nữa mới ghê. Thật sự là rất là thích Will luôn. Tại vì càng ngày Will càng năng động, càng mạnh mẽ. Đâu phải có mình Giang thích Will, có nhiều người cũng thích Will nữa đó. Đúng vậy. Rồi. Ủa là sao không hiểu luôn á? À, mọi người ơi, chắc em chết rồi ha. Em chết. Chết rồi ha. Phương ơi, em còn sống là... Phương à. Đó là em, trời ơi, chắc chết rồi hay sao á trời. Hôm nay cái bộ đồ nổi bật của em không cứu nổi em. Dạ trời ơi, rất ấn tượng. Bữa nay em rất nổi bật bữa nay, nhưng mà bởi vì người ta đang quan tâm tới những cái câu chuyện đằng sau hậu trường đó, đó em. Dạ, đó. Những cái mạch sóng ngầm nó đang cuồn cuộn. Anh có nghe gì không? Anh cái có nghe gọi không? Là bí mật show biết đấy. Mọi người có nghe gì không? Biết. Tâm hồn em rạn vỡ đó trời ơi. Ai Phương? Hả? Em không vô hình đâu, em dọn trước đi. Nên em nổi bật lắm. Phương ơi, đó thì bây giờ hôm nay cái quyết định của em nó sẽ ảnh hưởng đến an nguy của một số ca sĩ. Anh nghĩ là em nên tìm cách để biết được là mình nên bình yên hay chọn sóng gió. Hay chà. Ủa anh Giang, anh Thành, bình thường mọi người giành giật lắm mà sao nay mọi người kỳ vậy? Bây giờ vậy nè, nói về màu sắc quần áo thì rồi, cái tông bên kia nó vẫn sáng hơn mình, đó, nó hợp với lại Ái Phương hơn bên đây. Đâu, lớp lạnh thì về lớp lạnh chứ chị. Nhưng bên em là tông nâu vàng, chị Ái Phương có màu vàng. Đúng rồi. Đó. Là trên gỗ em nói ý kiến đi, em muốn như thế nào? Một chị bên ơi, là một người anh thân thiết, một bên là một người bạn lâu năm. Bây giờ em không biết nói câu nào. Bạn lâu năm đi chị. Đây, bạn lâu năm, chị biết em từ rất chị lâu hiểu rồi. Em, chị nhìn mắt là chị biết em muốn gì rồi. Thôi, thế thì để Quỳnh Anh nói ra những gì Quỳnh Anh muốn đi. Chứ bây giờ em nhìn mắt. Hay quá, nói này cao tay quá. Bạn rồi, lâu năm mời đi nói, chị. Mời nói. Ê, sao tự nhiên mình nói chuyện bạn Will nó đổ mồ hôi hồn. Quỳnh Anh, em cứ thoải mái đi. Lo lắng gì vậy ta? Thôi, em nhường anh tự quyết định á. Ôi, bây giờ mà còn nhường nhau nữa. Sao tình cảm quá vậy? Ái Phương. Chị. Mình là đàn ông mà nhường phụ nữ. Em nói trước đi. Sao nhường khôn quá vậy? Anh Nghĩa, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Anh biết chứ sao không biết. Cái chuyện tình cảm của Will và Sin thì ai cũng biết mà. Nói gì vậy? Tụi nó nói cái gì vậy? Trời ơi. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price. Anh vừa mới nói cái gì vậy? Coi như là chưa có gì cả nha. Đề nghị chương trình đừng cắt khúc này. Maybe the face I can't forget. Thôi mọi người ơi, thật sự là nãy Trường Giang rất là thích Viêm nên muốn quay về chứ không hề biết cái vụ đó. Thiệt. Chú này tại vì chú chỉ biết là hồi xưa là Will có quen với lại Katy Nguyễn thôi chứ không có biết là cái gì. Maybe the face I can't forget. Trời ơi. Trời ơi. Có cách sống giùm tôi. Trời ơi. Bởi vậy em mới nói nè, bây giờ chọn về lẹ đi thì an nè, toàn. Bữa nay á mời chú anh Vũ làm gì? Mời Katy Nguyễn đây mới có chuyện bạn. Maybe the face I can't forget. Tay nhắc đời trai Will rồi. Thôi Phương ơi, bây giờ nè, em chọn đi Phương ơi. Không để cho Will với Quỳnh Anh khó xử. Bây giờ em cứ làm theo con tim của em đi nha. Em với lại Ái Phương đang đóng chung phim cho nên nhìn mặt nhau cũng chán lắm rồi. Thôi, thảo luận.